Đây là bài 19 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng một cối quán tam thế. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Anh thì sao? Nǐ nè? Uống cà phê. Hơ cà phê. Mai gặp lại. Mình thiên diện. Hôm nay thứ mấy? Chín thiên xin chi chỉ. Thứ ba. Xin chi ar. Thứ tư. Xin chi san. Thứ hai. Xin chi. Đây là bố em. Chờ sư wǒ bà bà. Chè sư wǒ bà bà. Sexy. Sờ mơ shu. Bạn con. Wǒ pěng you. Cháu chào chú. Shu shu hǎo. Rất vui được quen biết các bạn. Hěn gāo xìng rèn shì nǐ men. Bọn mình cũng vậy. Wǒ men yě shì. Huān gēng. Huān yǐng. Được ạ, cảm ơn. Hào đơ, xie xie. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ đều. Tâu. Tâu. Đều ở ngân hàng. Tâu chù yếu chú. Tâu chù yếu chú. Đều rất vui. Tâu hẳn cao xịn. Tôi rất cao hứng. Đều không phải sách của mình. Đều không phải sách của mình. Đều không phải sách của mình. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ học. Chuế. Chuế. Học tiếng Trung. 学中文学汉语 Học cái gì? 学什么 Không học tiếng Trung 不学中文不学汉语 Đều học. Tâu xuế. Tâu xuế. Đều học tiếng Trung. Tâu xuế Trung Quẩn. Tâu xuế Hàn Yử. Các bạn đều học tiếng Trung à? Nhì mần tâu xuế Trung Quẩn mà? 你们都学中文吗? Không phải, mình học tiếng Trung. 不是,我学中文。不是,我学中文。 Lâm học. A Lín xuế. A Lín xuế. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ tiếng Anh. Yên vấn. Yên.
英文文英文英文英语英英语语英语英语 tiếng Anh rất khó 英文很难英语很难 học tiếng Anh 学英语学英文都học tiếng Anh都学英语都学英文 các em đều học tiếng Anh à 你们都学英文吗你们都学英语吗 Lâm 阿林Lâm học tiếng Anh. A Lin 学英语. A Lin 学英文. Các em đều học tiếng Trung à? Hay dùng từ lịch sự. 你们都学中文吗? 你们都学中文吗?Không phải, em học tiếng Trung. 不是，我学中文。不是，我学中文。Lâm học tiếng Anh. 阿林学英文。阿林学英语。Bài học này đến đây là hết.